là một trong các coin sàn có vốn hóa hóa hàng trăm triệu USD với vốn hóa nằm trong top 300 đồng tiền điện tử hàng đầu thế giới. MX Token đang có sự tăng trưởng khá tích cực cho tới thời điểm hiện tại dù mới được niêm yết chỉ khoảng hơn 2 năm. Vậy MX Token là gì? Vai trò của MX Token đối với sàn MEXC như thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi hết video. Tại thời điểm viết bài thì sàn MEXC đang đứng thứ 15 sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau ở thị trường giao ngay. MEXC hiện đang là sàn giao dịch tiền điện tử được sử dụng bởi hơn 200 quốc gia khác nhau với trên 6 triệu người dùng. Tuy so với các sàn giao dịch khác thì con số này vẫn chưa thực sự ấn tượng, nhưng nếu xét về tốc độ phát triển thì MEXC đang nằm trong top các sàn giao dịch tiền điện tử có tốc độ phát triển nhanh hàng đầu. Lợi thế của sàn MEXC đó là an toàn và ổn định với kiến trúc hệ thống đa tầng, đa cụm. Hiệu suất cao nhờ công nghệ động cơ kết hợp hiệu suất cao lên đến 1,4 triệu lệnh mỗi giây. Có hỗ trợ tiếng Việt cho người Việt Nam chúng ta. Dịch vụ vay và trả tự động, tài sản đầy đủ nhất. MX Token là gì? Vai trò của MX Coin với sàn MEXC. MX Token là token được phát triển bởi MEXC dựa trên nền tảng Ethereum với tiêu chuẩn ERC-20, được sử dụng để khấu trừ phí giao dịch đăng ký Launchpad, làm phần thưởng giới thiệu, thanh toán tiêu dùng ngoại tuyến, bổ sung vào quỹ phát triển hoặc tham gia sự kiện MJ. Vào đầu năm 2021, MEXC Global đã công bố chiến dịch Growth for Everything, biến MX Token trở thành tài sản chuỗi chéo đầu tiên kết nối giữa Binance Smart Chain BSC và Huobi Ecosen SECO. Ngoài ra, nhiều trường hợp sử dụng token MX trên chuỗi đã được giới thiệu với cộng đồng MX, bao gồm cho vay, khai thác thanh khoản và giao dịch DEX. MX Token có nguồn cung cấp ban đầu là 1 tỷ token. Tuy nhiên, dự án đã tiến hành cơ chế mua lại và đốt để giảm dần nguồn cung. Sau 38 lần thì nguồn cung còn lại là 550 triệu. Với sự ra mắt của MX Token 2.0, thì MEXC sẽ tiếp tục chương trình mua lại và đốt của MX Token. MEXC đã cam kết sẽ trích ra 40% lợi nhuận của nền tảng MEXC để mua lại và đốt MX Token từ thị trường hàng quý, với mục tiêu duy trì nguồn cung MX Token đang lưu hành ở mức 100 triệu. Sau đợt bỏ phiếu cộng đồng diễn ra vào tháng 12 năm 2021 trên MX Coin thì MX sẽ được phân bổ lại với tỷ lệ như sau. Dự trữ MEXC Foundation 100 triệu MX Token, MEXC Lab 150 triệu MX Token, đối tác chiến lược MEXC 100 triệu MX Token, nguồn cung lưu hành 100 triệu MX Token đốt ngay lập tức. 100 triệu token bằng dấu lớn, tổng cung còn lại chỉ còn 450 triệu token MX. Và 350 triệu trong số đó sẽ được khóa và mở khóa dần dần trong tương lai, song song với việc đốt token MX để giữ cho nguồn cung lưu hành chỉ ở mức 100 triệu token. Theo dữ liệu từ MEXC thì quý tháng 1 năm 2022, số liệu MX Coin đã bị đốt là 2,266,655, và bạn có thể cập nhật thêm thông tin về MX Token. Thông tin cơ bản về MX Coin, mã giao dịch MX Blockchain, Ethereum kiểu token, utility token, token tiện ích, tiêu chuẩn token ERC-20, tổng nguồn cung 450,000,000, nguồn cung lưu hành 100,000,000, giá MX Coin hôm nay đô la 0.983992. Đặc điểm nổi bật của MX Token là gì? MX được xây dựng trên nền tảng của Ethereum nên nó tương thích với bất kỳ ví Ethereum nào. MX được nhiều chuyên gia trong ngành đánh giá tốt và nhận định MX có thể trở thành coin sàn có sự hoạt động tốt thứ hai sau BNB của Binance trong tương lai không xa, nhờ vào cơ chế mua lại và đốt của MX. Kể từ năm 2020, nền tảng giao dịch MEXC đã tiến hành nhiều sự kiện Spaceum và 16 MJ, đồng thời bắt đầu bỏ phiếu cho danh sách bỏ phiếu gia hạn và các hoạt động khai thác MX DeFi hàng tháng.
người sở hữu MX sẽ có cơ hội lớn hơn để giành chiến thắng trong xổ số và giành được nhiều phần thưởng đặt cược hơn, cũng như nhận được các phần thưởng như cổ tức từ phí giao dịch. MX City mới chỉ thành lập chưa lâu nhưng nó đã nhanh chóng lọt top 20 sàn giao dịch tiền điện tử có lượng giao dịch hàng đầu thế giới. MEXC có một nền văn hóa cộng đồng mạnh mẽ. MEXC đang cố gắng thay đổi tình hình và xây dựng cộng đồng MX một cách công bằng và dân chủ hơn. Mỗi chủ sở hữu token đều quan trọng như họ đứng và cần có tiếng nói. Đó là trường hợp MEXC đưa ra biểu quyết cho đề xuất MX 2.0 vừa kết thúc. Hàng triệu người dùng đã có cơ hội ủng hộ tương lai của cộng đồng và họ đã thực sự làm như kế hoạch đã thắng trong cuộc bỏ phiếu, đảm bảo rằng tiếng nói của họ sẽ được lắng nghe. Có nhiều tính năng với những ưu đãi hấp dẫn từ sàn MEXC để thu hút nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới với chính sách khuyến khích họ nắm giữ MX Coin. Ưu điểm của MX Token là gì? Cộng đồng có quyền tham gia vào tương lai của MX Token, được tham gia bình chọn cho những hoạt động hay sự phân bổ của MX. Nguồn cung của MX Coin đang giảm dần nhờ vào cơ chế mua lại và đốt. Ngoài ra, dự án luôn khống chế để nguồn cung đang lưu hành của MX chỉ trong 100 triệu token. Có rất nhiều tính năng của MX Token sẽ được áp dụng trong tương lai để tăng tính khả dụng cho MX Token và như vậy sẽ khuyến khích người dùng sở hữu MX có thể giúp MX Coin tăng giá trị. MEXC đang là sàn giao dịch tiền điện tử có tốc độ phát triển nhanh chóng và đang mở rộng hợp tác với rất nhiều công ty nổi bật trong ngành, khiến cho MX Token sẽ ngày càng được quan tâm hơn và được sử dụng rộng rãi. MX Token có thể được giao dịch mọi lúc, mọi nơi, phi tập trung và chống kiểm duyệt. Nhược điểm của MX Token là gì? Token MX chỉ được niêm yết trên một số sàn giao dịch tiền điện tử và trong đó không có Binance hay Coinbase. MX Token bị ảnh hưởng bởi hiệu quả hoạt động của sàn MEXC. Nếu sàn MEXC không còn được ưa chuộng thì token MX cũng sẽ bị giảm nhu cầu nắm giữ của nhà đầu tư, giá cả biến động mạnh, rủi ro khi đầu tư cao và còn bị ảnh hưởng bởi giá Bitcoin. Không được luật pháp công nhận nên nếu có vấn đề gì thì nhà đầu tư sẽ tự mình chịu mọi trách nhiệm. Sàn MEXC mới chỉ đi vào hoạt động từ năm 2018, vẫn còn non trẻ. Cảm ơn quý vị đã xem hết video. Nếu thấy video hay và bổ ích hãy like, chia sẻ và theo dõi kênh để cập nhật video mới. Nếu quý vị chưa có tài khoản sàn MEXC hãy đăng ký theo đường link hoặc mã giới thiệu để được giảm phí giao dịch.